Chương trình truyền hình Việt Nam Vùng Hoa Từ Đốn xin trân trọng kính chào quý vị. Đây là chương trình phát hình lần thứ 1155. Ngoài phần tin tức và thông báo cộng đồng, xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh sinh hoạt của cộng đồng người Việt quốc gia tại thủ đô Hoa Thành Đốn và vùng phụ cận. Mở đầu là phần lược thuật những tin tức quan trọng trong tuần qua. Ông John Boehner đang cân nhắc việc khởi kiện Tổng thống Obama vì các lệnh hành pháp. Ngoại trưởng John Kerry dự cuộc họp ở Paris về vấn đề Iraq. Tòa án tối cao Mỹ phán quyết bảo vệ quyền riêng tư và bản quyền truyền hình. Trung Cộng ăn cắp tài liệu điện toán là một mối đe dọa an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Không thấy dấu hiệu Nga tôn trọng những cam kết về Ukraine. Làn sóng trẻ em bất hợp pháp không giấy tờ đang gây áp lực cho lực lượng điều tra biên giới Mỹ. Và sau cùng là phần tin tức về World Cup năm 2014 tại Brazil. Tin Hoa Thịnh Đốn, Chủ tịch Hạ viện John Boehner đang cân nhắc về việc khởi kiện Tổng thống Barack Obama về việc ông sử dụng lệnh hành pháp. Một phát ngôn viên của ông Boehner thuộc Đảng Cộng Hòa tiểu bang Ohio xác nhận Chủ tịch Hạ viện đang xem xét kiện Tổng thống vì lạm dụng quyền hành pháp mà Tòa Bạch Ốc dựa vào để thực hiện những sáng kiến không cần Quốc hội phê chuẩn. Đảng Cộng Hòa lập luận rằng ông Obama vi phạm quyền lực hiến pháp của mình bằng cách gạt quá tinh lập pháp sang bên. Cho tới nay, Hạ viện do Đảng Cộng Hòa kiểm soát đã thông qua hai dự luật nhằm giới hạn lệnh hành pháp của Tổng thống. Tuy nhiên, không dự luật nào được vượt qua Thượng viện do Đảng Dân Chủ kiểm soát. Ông Obama đã sử dụng hành động hành pháp như là một cách để vượt qua Quốc hội bị chia rẽ sâu sắc, tránh án binh bất động trước những vấn đề mà Tòa Bạch Ốc nhấn mạnh trong chương trình nghị sự nhiệm kỳ 2 của ông Tổng thống. Ông Michael Steele, phát ngôn viên của ông Boehner, không nói rõ khi nào ông Boehner sẽ quyết định có kiện Tổng thống hay không, hoặc ông sẽ thách thức hành động nào. Nhưng rõ ràng hành động này không được Đảng Dân Chủ tại Hạ viện hoan nghênh. Tin tổng hợp, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry tiếp tục tập trung nỗ lực vào việc giải quyết vụ khủng hoảng ở Iraq khi ông đến Paris để họp với các ngoại trưởng của Jordan, Ả Rập Xê Út và Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết cuộc họp hôm nay ở Paris sẽ bao gồm tình hình an ninh ở Iraq và cuộc nội chiến đang tiếp diễn ở lân bang Syria. Các cuộc thảo luận diễn ra một ngày sau khi những người Iraq tản cư để tránh bạo động của phiến quân Hồi giáo Sunni bày tỏ sự bất mãn đối với việc Thủ tướng Nouri al-Maliki không chịu thành lập một chính phủ khẩn cấp để đưa đất nước thoát khỏi vụ khủng hoảng hiện nay. Một ngày trước đó, trong một bài diễn văn trên truyền hình, ông Maliki nói rằng việc thành lập một chính phủ như vậy đi ngược với hiến pháp và kết quả của cuộc bầu cử quốc hội ngày 30 tháng 4. Phát biểu đó không soi dịu sự tức tối của hàng vạn người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn trước đà tiến quân của phe nổi dậy. Một người tị nạn tên Joseph Wadia cho biết như sau: tình hình an ninh bây giờ là zero. ISIL đã tới và tấn công thành phố Qaqos al-Hamadiyah bằng rocket, cho nên mọi người ở đó ai đều bỏ chạy. Chúng tôi không nhìn thấy binh sĩ, không có quân đội, không có gì hết, không có trạm kiểm soát. Chúng tôi không trông thấy giới chức chính quyền nào cả, cho nên chúng tôi bỏ lại tất cả mọi thứ, nhà cửa của cải của chúng tôi đã bị ISIL cướp sạch. Trong khi đó, tại Brussels, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói với các nhà báo tại hội một hội nghị của Liên minh NATO rằng Hoa Kỳ quan tâm tới vấn đề ai là người lãnh đạo Iraq, nhưng Washington không can thiệp trong lúc Baghdad thành lập một chính phủ mới. Chúng ta cần phải nhớ là ISIL là một đội quân khủng bố không chỉ đe dọa tới Iraq mà đe dọa tới tất cả những nước trong khu vực chống đối họ. Âu Châu và Hoa Kỳ, sự thành công của một cuộc chiến đấu này đòi hỏi người Iraq đoàn kết với nhau để thành lập một chính phủ bao gồm nhiều thành phần. Đại diện đặc biệt của Liên Hiệp Quốc tại Iraq, ông Nicolae Maduro tin rằng cộng đồng quốc tế sẽ có một ảnh hưởng lớn trong việc giải quyết vụ xung đột. Vẫn còn mối rủi ro xảy ra thêm những vụ xung đột phe phái.
Nhưng tôi nghĩ rằng cộng đồng quốc tế càng hiểu rõ mối rủi ro này nhiều chừng nào thì mối rủi ro sẽ được giảm đi nhiều chừng đó. Chính phủ của Thủ tướng Maliki do người Shia lãnh đạo bị nhiều người chỉ trích là gạt những khối dân thiểu số ra ngoài lề, làm cho những mối căng thẳng phe phái gia tăng. Trong bài diễn văn, ông đã lên tiếng kêu gọi đoàn kết. Các phần tử hiếu chiến của ISIL, một nhóm thoát ly của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda, đã chiếm những khu vực rộng lớn ở miền Bắc và miền Tây Iraq trong vài tuần qua. Hoa Kỳ đang phái 300 cố vấn quân sự đến giúp Iraq chống lại phe nổi dậy. Tin Hoa Thịnh Đốn, Tòa án tối cao Mỹ đồng lòng phán quyết rằng cảnh sát không được lục soát điện thoại di động của những người mà họ bắt giữ mà không có lệnh khám xét. Tòa án hôm thứ Năm cho biết lục soát điện thoại di động cần phải có lệnh khám xét vì chúng là những thiết bị công năng lớn chứa rất nhiều thông tin. Nhưng tòa án lưu ý rằng có một số tình huống khẩn cấp cho phép lục soát mà không cần lệnh. Vụ kiện được hai người đàn ông trình lên vì họ cảm thấy cảnh sát đã xâm phạm quyền trong tu chính án thứ tư hiến pháp ngăn cấm những vụ lục soát vô lý. Tòa án tối cao cũng phán quyết rằng công ty truyền hình trực tiếp Ariel vi phạm luật bản quyền bằng cách phát lại những chương trình có bản quyền thuộc sở hữu của các đài truyền hình mà không trả tiền cho họ. Công ty này sở hữu hàng ngàn anten ở các thành phố trên khắp nước Mỹ để thu bắt sóng, lưu giữ nội dung và phát lại cho khách hàng của Ariel. Ariel thu khoản phí 8 hoặc 12 đô la mỗi tháng cho dịch vụ này. Họ lập luận rằng dịch vụ của mình cũng hợp pháp như dịch vụ đám mây sử dụng Internet để đưa dữ kiện có bản quyền đến cho mọi người tiêu dùng. Tập đoàn phát thanh truyền hình Mỹ ABC cho rằng Ariel hoạt động như một công ty truyền hình cáp, trả tiền để được sử dụng nội dung. Phán quyết với tỷ lệ 6 thuận 3 chống của tòa án đứng về ABC, bảo vệ một khoản tiền ước tính là 3 tỷ đô la, lệ phí mà đài truyền hình này đã nhận được từ những hệ thống truyền hình cáp và truyền hình vệ tinh để phát lại nội dung của họ. Tòa cũng nói rằng phán quyết sẽ không áp dụng cho dịch vụ đám mây chia sẻ nội dung từ các công ty như Google, Microsoft và Dropbox. Tin Bắc Kinh, Đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Cộng Max Baucus đã nói với các nhà kinh doanh trong bữa ăn trưa của Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Trung Cộng rằng việc Trung Cộng xâm nhập hệ thống điện toán ăn cắp bí mật thương mại là một mối đe dọa cho an ninh quốc gia Hoa Kỳ và Hoa Thịnh Đốn sẽ tiếp tục gây áp lực Bắc Kinh. Đánh cắp là một tội phạm hình sự và hành vi của Trung Cộng đã phản lại những lời cam kết khi gia nhập Tổ chức Mậu dịch Thế giới. Ăn trộm là một tội phạm trong thế giới ngày nay. Nó cũng là tội phạm trong không gian mạng. Hoa Kỳ tiếp tục tiến hành các biện pháp ngoại giao và pháp lý để buộc những hành vi này phải chấm dứt. Đại sứ Baucus đã đưa ra lời tuyên bố trong lúc liên hệ giữa hai nước đang căng thẳng vì tố cáo gián điệp điện toán của Trung Cộng và sự tiết lộ của Edward Snowden. Trong tháng 5, Hoa Kỳ truy tố 5 sĩ quan Trung Cộng tội đánh cắp tài liệu của công ty Hoa Kỳ. Và Trung Cộng đã lập tức đình chỉ hoạt động của toán chuyên viên Hoa Kỳ và Trung Cộng đang làm việc trên các vấn đề xâm nhập hệ thống điện toán đánh cắp tài liệu. Căng thẳng ăn cắp là tài liệu trên hệ thống điện toán giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ đã diễn ra từ cuối năm 2012 sau khi Hoa Kỳ cấm nhập cảng và dùng các dụng cụ do Huawei Technologies Company LTD và ZTE Corporation sản xuất trong hạ tầng cơ sở viễn thông Hoa Kỳ. Để trả đũa, Bắc Kinh đã cấm các công ty quốc doanh mua máy điện toán Hoa Kỳ. Máy điện toán, cách nhu liệu của các công ty IBM Corporation và Cisco System đã giảm số lượng bán được tại Trung Cộng sau vụ tiết lộ của Snowden. Giống như các đại sứ tiền nhiệm, đại sứ Baucus tới Bắc Kinh nhậm chức trong tháng 3, coi ưu tiên hàng đầu của ông ta là thúc đẩy gia tăng thương mại và đầu tư giữa hai nước, nhấn mạnh rằng liên hệ kinh tế mạnh sẽ giúp dễ dàng giải quyết các vấn đề tranh chấp chính trị và an ninh. Tin tổng hợp, người đứng đầu NATO nói ông không thấy có dấu hiệu nào cho thấy Nga tôn trọng các cam kết quốc tế có liên quan đến Ukraine. Ông Anders Fogh Rasmussen nói thêm rằng các cuộc họp diễn ra hôm nay giữa các bộ trưởng ngoại giao trong khối NATO sẽ đề cập đến việc xây dựng các khả năng quân sự của Ukraine,
lên tiếng tại Brussels hôm nay, ông Rasmussen nói rằng các vị bộ trưởng ngoại giao, kể cả Ngoại trưởng Kerry của Mỹ, sẽ duyệt lại các quan hệ với Nga và quyết định sẽ làm gì trong thời gian tới. Nga có thể phải hứng chịu các biện pháp trừng phạt gắt gao hơn của các nước NATO nếu không tuân hành những yêu cầu chấm dứt bạo lực giữa thành phần trung thành với chính quyền Ukraine và những người đòi ly khai thân Nga trong nội địa Ukraine. Tại Moscow, Thượng viện Nga đã biểu quyết rút lại lệnh cho phép binh sĩ Nga tiến vào Ukraine và như thế đã thực hiện yêu cầu do Tổng thống Putin đưa ra hôm thứ Ba, đòi hủy bỏ lệnh cho phép điều quân. NATO tố cáo Nga là hỗ trợ các phần tử ly khai ở Ukraine, nhưng Moscow bác bỏ điều này. Hôm thứ Ba, Ukraine nói các phần tử ly khai thân Nga ở gần biên giới nước Nga đã bắn hạ một máy bay trực thăng quân sự Ukraine, làm ít nhất 9 binh sĩ thiệt mạng. Tin Houston, Texas. Ước tính khoảng 47.000 trẻ em, hầu hết không có người lớn đi cùng, đã băng qua biên giới từ Mexico vào Mỹ bất hợp pháp từ tháng 10, 2013 đến tháng 5, 2014. Hầu hết những em này đến từ các quốc gia Trung Mỹ đã trải qua bạo lực, băng đảng. Làn sóng này đã áp lực các nhân viên tuần tra biên giới Mỹ và các cơ sở dọc theo khu vực biên giới Texas được thiết lập để giam giữ người. Hàng trăm trẻ em nhập cư không có giấy tờ đang bị giữ tại các trung tâm giam giữ người gần biên giới và nhiều em nữa đã được gửi đến một trung tâm đặc biệt được thành lập tại Arizona. Bình thường, công dân Mexico bị bắt giữ vượt biên bất hợp pháp được trả về khá nhanh chóng và những người đến từ các quốc gia khác thì được xử lý qua hệ thống tòa án di trú. Tuy nhiên, theo luật, trẻ em không thể bị trả về một mình và phải xử lý thông qua văn phòng giải quyết tị nạn hoặc phải trao lại cho người nhà đang sống tại Mỹ chăm sóc. Quá trình xử lý hành chính bình thường hiện gặp phải bế tắc vì có nhiều quá trẻ em bị giam giữ. Các nhân viên tuần tra biên giới và các giới chức di trú ở biên giới đang nản lòng vì tình trạng này, nhưng họ được lệnh không được tiếp xúc với truyền thông. Ông Sean Moran là phó chủ tịch của Hội đồng tuần tra biên giới quốc gia. Ông cho biết những gì mà các nhân viên đang gặp phải dọc theo sông Rio Grande, biên giới với Mexico những ngày này rất là bất thường. Sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin tức về World Cup 2014 tại Brazil. Hôm 26 tháng 6, hai trận đấu mong đợi và căng thẳng nhất giữa bảng G cùng diễn ra vào lúc 12 giờ trưa giữa Hoa Kỳ gặp Đức trên sân Rasais và Bồ Đào Nha so tài với Ghana trên sân Brasilia đã kết thúc với kết quả đúng như mong đợi của các cổ động viên Hoa Kỳ là dù thua Đức 1-0, nhưng Hoa Kỳ vẫn có mặt ở vòng 16 hơn bàn thắng bại với Bồ Đào Nha, cũng vừa đá bại Ghana 2-1. Đây là lần đầu tiên mà Hoa Kỳ hai lần liên tiếp có mặt ở vòng đấu trực tiếp tại World Cup. Như vậy, chỉ sau vòng đầu, bốn đội tuyển thuộc hàng đầu thế giới, trong đó có ba đội của vô địch thế giới là Tây Ban Nha, Ý, Anh và Bồ Đào Nha ngậm ngùi xách vali lên máy bay về nước. Trong cuộc họp báo ngày thứ Tư 25 tháng 6 2014, có nhiều câu hỏi được giới báo chí đặt ra cho cả hai huấn luyện viên Đức và Hoa Kỳ, trong đó trọng tâm chính liệu hai đội hòa nhau để cùng nắm tay nhau vào vòng trong hay không. Lẽ dĩ nhiên, cả hai huấn luyện viên đều lên tiếng mạnh mẽ bác bỏ nghi ngờ này, nhưng trên sân cỏ làm sao cản được kết quả hòa. Trong trận đấu này, cả hai đội đều tỏ ra khá quyết tâm khi tung ra đội hình mạnh nhất. Ngay từ đầu, đội tuyển Đức đã có pha dứt điểm đầu tiên khi Podolski dứt điểm không chính xác. Đội tuyển Đức chủ động thi đấu tấn công dù nhịp điệu trận đấu không thật sự cao. Trong khoảng 10 phút đầu trận, người Đức chủ động kiểm soát thế trận trong khi Mỹ lùi sâu về phần sân nhà để đảm bảo sự an toàn. Dù Đức chủ động tấn công, nhưng xét về mặt quyết tâm, cả hai đội đều thi đấu khá cầm chừng. Tính đến ngày thứ Năm, 26 tháng 6, 2014, thứ Hai, 23 tháng 6, 2014, Tây Ban Nha thắng Úc 3-0, Hòa Lan thắng Chile 2-0, Brazil thắng Cameroon 4-1 và Mexico thắng Croatia với tỷ số 3-1.
Thứ ba, 24 tháng 6, 2014, Anh và Costa Rica hòa 0-0, Uruguay thắng Ý 1-0, Greece thắng Côte d'Ivoire 2-1 và Colombia thắng Nhật với tỷ số 4-1. Thứ tư, 25 tháng 6, 2014, Argentina thắng Nigeria 3-2, Bosnia thắng Iran 3-1, Thụy Sĩ thắng Honduras 3-0 và Pháp hòa với Ecuador với tỷ số 0-0. Thứ năm, 26 tháng 6, 2014, Đức thắng Mỹ với tỷ số 1-0, Bồ Đào Nha thắng Ghana 2-1, Algeria hòa với Nga 1-1 và Bỉ thắng Nam Hàn với tỷ số 1-0. Kính thưa quý vị, khán thính giả, chúng tôi sẽ cập nhật tin tức World Cup 2014 trong chương trình kỳ tới. Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi xin tạm ngưng trong giây lát trước khi qua phần tin tức tại Việt Nam. Sau đây, xin mời quý vị theo dõi phần tin tức tại Việt Nam. Chính quyền Bắc Kinh công bố bản đồ mới làm đau đầu các quốc gia láng giềng để củng cố cho những tuyên bố chủ quyền tại những khu vực đang tranh chấp trên Biển Đông. Trung Cộng vừa qua đã công bố một bản đồ mới về lãnh thổ Trung Cộng. Dĩ nhiên, bản đồ này bao gồm tất cả những vùng tranh chấp giữa nó và các nước láng giềng. Trước đây, chính quyền Bắc Kinh cũng đã vài lần công bố những bản đồ mới, có bao gồm cả các phần lãnh thổ tranh chấp. Nhưng những ghi chú đó chỉ được ghi ở một ô nhỏ nằm ở dưới góc của bản đồ. Còn với bản đồ mới này, Bắc Kinh đã giành chính ngôn thuận, đánh dấu thẳng vào các khu vực tranh chấp là chủ quyền của Trung Cộng, trực tiếp trên vị trí của các nơi chứ không phải còn ở một cục ghi chú nữa. Trang web chính thức của Đảng Cộng sản Trung Cộng giải thích lý do công bố bản đồ mới lần này là những bản đồ trước đây không thể hiện rõ ràng những quần đảo trên Biển Đông là thuộc chủ quyền Trung Cộng, vì thế thường gây hiểu lầm cho những người xem bản đồ. Còn một quan chức giấu tên của Trung Cộng thì cho rằng bản đồ mới có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thúc đẩy sự hiểu biết tốt hơn của những người dân về lãnh thổ của quốc gia, duy trì quyền hàng hải của chúng tôi và sự toàn vẹn lãnh thổ. Bộ Ngoại giao Trung Cộng cho rằng mỗi người không nên quá chú trọng đến vấn đề bản đồ mới này bởi vì quan điểm và vị trí của Trung Cộng về vấn đề Biển Đông là hợp lý và rất rõ ràng. Chúng tôi sẽ không bao giờ thay đổi lập trường của mình. Theo những tuyên bố của Bắc Kinh thì khoảng 90% khu vực Biển Đông là thuộc chủ quyền của Trung Cộng. Trong đó có những vùng biển giàu năng lực và tiềm năng kinh tế cũng được Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei và Đài Loan tuyên bố là những vùng đặc quyền kinh tế. Trong những tháng gần đây, mối quan hệ giữa các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á đang trở nên căng thẳng hơn hết, đặc biệt là giữa Trung Cộng và Việt Nam, Philippines. Một người Mỹ gốc Việt tự thiêu để phản đối giàn khoan của Trung Cộng ở Biển Đông. Tin từ Florida, một người đàn ông Mỹ gốc Việt ở tiểu bang Florida đã tự thiêu để lại bút tích kêu gọi Trung Cộng rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi hải phận Việt Nam ở Biển Đông. Truyền thông địa phương cho hay ông Hoàng Thu, 71 tuổi, sinh sống trong vùng Silver Lakes, đã tưới xăng lên mình và nổi lửa tự thiêu. Người đi đường và cảnh sát đã nỗ lực dập lửa và đưa ông đến bệnh viện. Cảnh sát xác nhận đây là một hành động tự sát và đã tìm thấy được có một mẫu giấy bằng tiếng Anh và hai mẫu giấy còn lại bằng tiếng Việt. Một tờ trong số này được báo chí đăng tải ghi dòng chữ Hai Gian 981 phải rời khỏi hải phận Việt Nam. Anh hùng tử, chí hùng nào tử, ký tên Hoàng Thu. Được biết ông Hoàng Thu, pháp danh Minh Quốc, sinh ngày 16 tháng 11 1942 tại Huế, từng là lính pháo binh biệt động quân Liên đoàn 9 trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Sau năm 1975, ông Thu cùng gia đình từ Huế trốn vô Sài Gòn, bị bắt đi kinh tế mới ở Đồng Xoài. Từ kinh tế mới trở về, ông Thu chỉ có thể đi làm công việc chân tay. Ai kêu gì làm đó, chứ không thể nào xin được một việc làm ổn định. Ông Thu được chị Oanh bảo lãnh sang Mỹ năm 2008. Ông sống cùng vợ và gia đình chị Oanh ở Silver Lake, Tampa, Florida. Ba tôi thích coi tin tức, cũng hay nói những suy nghĩ của ông về tình hình chính trị.
Nhưng tôi và má tôi không quan tâm nhiều đến điều này. Ba tôi thường nói, nếu mà ba ở California, thì ba sẽ làm được nhiều chuyện, tham gia nhiều chuyện, còn ở đây thì không làm được gì hết. Chị Oanh cho biết, tất cả những gì mà gia đình nhận được trước khi ông Thu tự thiêu là khoảng 15 phút đến 30 phút trước khi tự thiêu. Ba tôi gọi điện thoại cho má tôi, khi đó má tôi đang ở ngoài tiệm nail, nói, bà ở lại trông chừng mấy đứa nhỏ, tôi đi nghe. Chị Oanh kể, ông tự thiêu vào khoảng 11 giờ 15 phút sáng thứ Sáu, 20 tháng 6, 2014, tại cổng Silver Lake Community, tại góc đường Lockwood Ridge Road và 59 Avenue East ở Bradenton, Tampa, Florida. Ông qua đời lúc 1 giờ 44 phút sáng ngày 23 tháng 6, 2014 tại Tampa General Hospital, trong tinh thần anh hùng tử, chí hùng nào tử, như bức tích ông để lại hiện trường tự thiêu. Tang lễ ông Thu được cử hành vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy 28 tháng 6, 2014 tại nhà hoàng Manasota Memorial Park and Funeral Home, 1221 53 Avenue, Bradenton, Florida, 34203. Lễ hỏa táng sẽ được cử hành vào lúc 12 giờ thứ Hai, 30 tháng 6, 2014. Sau đó, hài cốt sẽ được đưa về an vị tại Chùa Phật Pháp, 1770 62 Avenue, St. Petersburg, Florida, 33702. Kính chào quý khán giả của truyền hình Việt Nam Hoa Thịnh Đốn. Chúng tôi là Tạ Kiều Hải từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn và sau đây là bản tin tổng kết kinh tế và tài chính cuối tuần. Thị trường chứng khoán thứ Sáu 27 tháng 6 2014, Dow Jones 16.851.84, Week Today trừ 0.56% và Year Today cộng 1.66%. Nasdaq 4.397.93, Week Today cộng 0.68% và Year Today cộng 5.30%. S&P 500 1960.96, Week Today là trừ 0.10% và Year Today cộng 6.09%. Giá vàng là 1.316.70 một ounce, dầu thô 105.72 một barrel và giá xăng theo AAA thứ Sáu 27 tháng 6 2014. $3.684 một gallon. Đồng euro tương đương với 1 Mỹ kim 3.650. Lãi suất mortgage theo Freddie Mac thứ Năm 26 tháng 6 2014. 30 năm cố định là 4.14%. 15 năm cố định 3.22%. Tình trạng thất nghiệp. Trong tuần lễ kết thúc thứ Bảy 21 tháng 6 2014, có 312.000 người nộp đơn xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu, giảm 2.000 so với tuần lễ trước đó. Theo phúc trình của Văn phòng Thống kê Bộ Lao động hôm thứ Năm 26 tháng 6, 2014. Tính đến ngày thứ Bảy 14 tháng 6, 2014, nước Mỹ có 2.571.000 người đang hưởng quyền lợi thất nghiệp, tăng 12.000 so với tuần lễ trước đó. Kinh tế Mỹ cung cấp 217.000 việc làm từ lĩnh vực tư trong tháng 5, tốt hơn sự tiên đoán của các chuyên viên kinh tế. Vùng thủ đô Washington DC, Maryland và Virginia có tỷ số thất nghiệp ở mức 4.8%, trong khi tỷ số thất nghiệp trung bình trên toàn quốc vẫn ở mức 6.3%, theo phúc trình của Bộ Lao động hôm thứ Sáu, 6 tháng 6, 2014. Kinh tế và tài chính Mỹ. Thị trường chứng khoán trong tuần lễ kết thúc chiều thứ Sáu 27 tháng 6 không có nhiều khích lệ. Dow Jones, Nasdaq và S&P 500 cả ba đều đi lên trong ngày, nhưng chỉ có Nasdaq tăng 0.4% và hai chỉ số kia lại đi xuống trong tuần này. Tình hình tại Iraq rất căng thẳng. Lực lượng vũ trang ISIS, Islamic State of Iraq and Syria, đã chiếm hầu hết các thành phố chính phía bắc Iraq, kiểm soát khu mỏ dầu Kirkuk, các khu vực dọc biên giới Iraq-Syria và thành phố Basra phía nam. Lực lượng vũ trang ISIS chỉ còn cách thủ đô Baghdad khoảng 40 dặm, và Tổng thống Obama chỉ mới khởi sự xin Quốc hội ngăn khoảng 500 triệu Mỹ Kim để giúp huấn luyện một số phe nhóm chọn lọc từ các lực lượng chính quyền, chống chính quyền Syria. Khả năng sản xuất và xuất cảng dầu của Iraq đang bị ảnh hưởng nặng nề.
Giá vàng trong tuần tiếp tục trên mức 1.300 một ounce vì tình hình quân sự và chính trị biến động tại Trung Đông và Đông Ukraine. Giá dầu thô vẫn trên 105 đô la một galon và giá xăng có xu hướng đi lên do hậu quả của thị trường dầu bất ổn tại Iraq hiện nay. Thị trường địa ốc tiếp tục phục hồi chậm chạp, có một số cải thiện khiêm nhượng, chẳng hạn như số lượng nhà hiện hữu đang bán trên thị trường có gia tăng trong tháng 5. Giá nhà tăng 11% trong tháng 4, số lượng nhà tịch thu giảm trong tháng 5, thấp nhất trong vòng 5 năm. Lãi suất vay tiền mua nhà tuần này đang còn ở mức rất thấp và giảm so với tuần trước. Bà Janet Yellen, Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang, đã tuyên bố hôm thứ Tư 18 tháng 6 rằng lãi suất sẽ tiếp tục được giữ ở mức độ thấp cho đến giữa năm 2015. Mặc dù thị trường việc làm có cải thiện nhưng chưa đủ và sự phục hồi kinh tế còn chậm chạp, chưa đạt được tính bền. Các nhà kinh tế quan ngại về cuộc khủng hoảng kinh tế đã kéo quá dài, gây tai hại cho sự phục hồi kinh tế đang còn chậm chạp. Trong khi đó, quá ít nỗ lực đầu tư vào sự tạo việc làm cho tương lai. Cũng hôm thứ Tư 18 tháng 6, Quỹ Dự trữ Liên bang lại quyết định cắt thêm 10 tỷ Mỹ Kim từ chương trình cứu nguy kinh tế, chỉ còn lại 35 tỷ Mỹ Kim cho tháng 7 2014. Những ảnh hưởng tiêu cực của các quyết định trên có thể đẩy kinh tế Mỹ vào tình trạng sẽ chẳng bao giờ có thể trở lại mức độ phát triển như đã có trước cuộc khủng hoảng. Nói một cách khác, chúng ta có thể trở nên vĩnh viễn nghèo hơn. Kinh tế gia Larry Bo, sau khi so sánh các dữ kiện từ Organization of Economic Cooperation and Development, gọi tắt là OECD, đã nghĩ rằng các quốc gia giàu có đã mất trung bình 8.4% tiềm năng kinh tế, và các nước thuộc Liên hiệp Âu Châu như Hy Lạp và Ái Nhĩ Lan có thể đã mất tới 35%. Chỉ có Thụy Sĩ và Úc Đại Lợi hầu như không bị ảnh hưởng vì hai quốc gia này đã áp dụng triệt để chính sách tiền tệ tích cực và thích ứng với hoàn cảnh. Kinh tế và tài chính thế giới. Sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin đã ký hợp đồng về việc Nga sẽ cung cấp dầu khí cho Trung Quốc trị giá 400 tỷ Mỹ Kim, Nga đã cho cắt cung cấp dầu khí cho Ukraine vào thứ Hai 16 tháng 6. Nga cũng đã ký hợp đồng thiết lập ống dẫn dầu với nước Áo mà không cần đi ngang qua lãnh thổ của Ukraine. Tuần qua, vì quyền lợi sản xuất và xuất cảng, Nga đã gây áp lực nhằm chặn đứng các nước Âu Châu trong chương trình khai thác dầu khí Shell theo kỹ thuật hydraulic, tương tự như Hoa Kỳ đã phát triển trong mấy năm qua. Đồng thời, Hoa Kỳ và đồng minh Âu Châu đang đe dọa sẽ gia tăng chiến dịch cấm vận Nga vì vừa có thêm bằng chứng Nga đã lén đem vũ khí vào vùng đông Ukraine, tiếp tế cho lực lượng vũ trang thân Nga, trong khi Tổng thống Putin vẫn hô hào một cuộc đình chiến. Đừng nghe những gì Putin nói, hãy nhìn kỹ những gì Putin làm, có thể áp dụng cho trường hợp này. Hai tuần lễ qua, lực lượng vũ trang của tổ chức Islamic State of Iraq and Syria ISIS đã tiến chiếm các thành phố và 30 căn cứ quân sự vùng Bắc Iraq và thành phố Basra ở phía Nam, đồng thời đe dọa sẽ tiến vào thủ đô Baghdad trong những ngày sắp tới. Sự kiện này đã gây ảnh hưởng lớn vào việc xuất cảng dầu của Iraq ra ngoại quốc. Các chuyên gia về dầu thô cho biết giá dầu thô đã tăng 4% kể từ ngày 6 tháng 6 lên tới gần 107 đô la một barrel. Nếu sự tiến quân của lực lượng ISIS không bị chặn đứng kịp thời, giá xăng sẽ tiếp tục tăng. Tuy nhiên, hôm thứ Ba 17 tháng 6, Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho biết Hoa Kỳ sẽ trở thành quốc gia sản xuất năng lượng hàng đầu thế giới vào năm 2015, nhờ vào sự đầu tư lớn lao vào kỹ thuật sản xuất dầu khí Shell phát triển mạnh mẽ trong thập niên 2010 và tiếp tục trong thập niên 2020. Kính thưa quý khán giả, chương trình tổng kết kinh tế và tài chính cuối tuần xin được tạm ngưng nơi đây và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ tới.